thì mới quay. Ăn không trả tiền thì phải quay lại rồi còn gì nữa. Gọi món sang xịn mịn, đến lúc thanh toán thì nói như người trên trời rơi xuống, rằng chị chẳng có đồng nào. Mới đây một đoạn clip quay lại cảnh một người phụ nữ đi ăn nhà hàng hết 2 triệu nhưng không có tiền trả đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Được biết thì chị gái này tới nhà hàng ăn một mình, gọi đủ các món ăn hải sản lên để thưởng thức. Sau khi chị đã cơm no rượu say thì chị tính về luôn mà không trả tiền. Nhân viên tới hỏi thì chị này nói chuyện như người trên trời rơi xuống. Chị bảo rằng chị không có tiền, không có đồ giá trị, không có giấy tờ gì. Sau một hồi đôi co thì chị gái này còn cầm cốc đập phá nhà hàng và vẫn nhất quyết không chịu trả tiền. Chắc có lẽ đây là chị em với thánh ăn quỵt Bella rồi. Bella chị đập phá rồi đấy. Chị bảo chị không đi ăn chùa nhưng tiền chị không nói. Tên người nhà người biết, chị gọi điện thoại người ta đến đây đón chị. Giả tiền cho bọn em thì chị về. Không ai lấy làm gì của cái chị cái áo này cả. Cư dân mạng xem xong thì không khỏi phẫn nộ và để lại rất nhiều bình luận. Nghe giọng văn này của chị chắc cũng chinh chiến nhiều nhà hàng rồi phải không? Người tương lai như chị không dùng tiền để trả em ơi. Tầm này chắc lại phải dán ảnh thì để các nhà hàng còn tránh thôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của kênh Tin Nhanh 5K. Hãy comment những ý kiến của quý khán giả ngay phần bình luận bên dưới. Để ủng hộ kênh, quý khán giả hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất mỗi ngày.